con cháu một cố lãnh chúa người Hơ Mông thường được gọi là vua mèo, mới đây đã gửi thư kêu cứu đến Thủ tướng của Việt Nam về việc dinh thự của dòng họ vương ở tỉnh Hà Giang bị chính quyền tỉnh biến thành tài sản công. Theo các báo mạng lớn trong nước, ông Vương Duy Bảo, một hậu duệ của vua mèo, hồi cuối tháng 7 đã gửi thư đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khiếu nại việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang vào năm 2012 đã cấp giấy chứng nhận cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn được nắm quyền sử dụng đất của Tòa Dinh thự họ Vương. Ông Bảo là cháu nội của ông Vương Chí Sình, người con trai thứ hai và cũng được coi là người kế nghiệp vua mèo Vương Chính Đức. Chức vua mèo không được chính quyền của những người cộng sản Việt Nam công nhận kể từ cuối thập niên 1940 theo các tài liệu lịch sử. Các báo nói ông Bảo viết trong thư rằng ông khẩn thiết mong thủ tướng giúp giải quyết để trả lại quyền sử dụng mảnh đất gắn với tòa dinh thự cho con cháu họ Vương. Những tài liệu và bài báo khác nhau ở Việt Nam cho thấy dinh thự họ Vương có diện tích gần 3.000m2 được đưa vào sử dụng từ năm 1928, cách đây 90 năm dưới thời ông Vương Chính Đức. Ông Bảo khẳng định trên các báo lớn trong đó có Soha và Thanh Niên rằng không có chuyện ông bán, tặng, hiến hay trao đổi với ai về tòa dinh thự. Tôi có ký văn bản hiến nào đâu, ông Vương Duy Bảo được trích lời trên Thanh Niên hôm 20 tháng 8. Cùng ngày, Soha dẫn lời ông Bảo nói, gia đình chúng tôi thừa kế, đang còn sống mà lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dinh thự cho Phòng Văn hóa Thông tin Đồng Văn quản lý lâu dài từ năm 2012 là chuyện hoàn toàn lạ đời.